Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 1 trên 3 của bài 9 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào Thứ nhất chúng ta tìm hiểu từ mới à, Từ đầu tiên là từ liễu chè Liễu và chè là hai thanh ba Thì chúng ta sẽ đổi thành là liễu chè Ông nói việc là liễu giải Liễu vẫn còn dùng trong từ kết liễu đó. Là vẫn còn và giải ví dụ giải phẫu giải phóng gì đó vẫn còn dùng rất nhiều à, với cái nghĩa là hiểu am hiểu hoặc là hiểu biết như thứ nhất ví dụ ni lẻo chè trung của mà ni léo chè trung của mà bạn có hiểu biết về trung quốc không bạn am hiểu về trung quốc không bố thai léo chè dù mà thai lẻo chè mà không am hiểu lắm có việc gì không ạ à? Tôi chỉ想问你一点事，我只想问你一点事，一点 cái chỗ này ta có thể đọc là Tôi tôi muốn hỏi bạn một chút việc. Nǐ yīng gāi ta không hiểu Trung Quốc. Nǐ ta không hiểu Trung Quốc. Bạn nên hỏi bạn Lâm đi, bạn ấy rất hiểu về Trung Quốc. chè với cái nghĩa thứ hai là tìm hiểu quá s sen miễnẻn xe thiên suy Trung của Trung tôi định là tôi muốn là mùa hè năm sau sẽ đi Trung Quốcì Trung cho Trung bạn đi Trung Quốc làm gì Tôi giaoo léo chè Trung Trung Quốc Hoa Tôi muốn tìm hiểu đôi chút về văn hóa Trung Quốc Động từ lặp lại nghĩ giảm đi Léo chè léo chè Tức là tìm hiểu đôi chút Ta có từ mới là quẩn hoa Quẩn hoa là văn hóa Chúng ta xem ví dụ Lín lào sư hành léo chè Trung Quốc quẩn hoa Thầy Lâm rất am hiểu về văn hóa Trung Hoa là văn hóa Trung Quốc Lín lào sư hành léo chè Trung Quốc quẩn hoa Chúng ta lưu ý từ chè gồm có ba cái chữ ghép vào à, Từ giác, À, rồi giác là từ gốc gọi là phần rồi đau là con dao và ngưu là trâu hoặc là bò tức là dùng dao sẽ con trâu ra thành nhiều phần là với nghĩa gì là giải rồi ta xem những cái ví dụ bên dưới nè chè phô là giải phổ chè <laughs> thị thì này nằm trong sân thị chè <laughs> thị là giải thể chè phang chè phang là giải phóng chè <laughs> <là giải phóng. cười> san Chè san là giải tán. San pu từ gian đó. kế tiếp ta có từ thứ ba đó là y xe. Ông nói việc là nhất ta. Thì nhất thì vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt. Còn ông nói việc là ta thì không thấy dùng trong tiếng Việt của mình nữa. Lưu ý là cái từ y là một. Nếu liền sau nó là một cái từ nào đó mà uh, mang thanh nhất hoặc thanh 2 hoặc là thanh 3 thì lúc đó từ y nó sẽ đọc thành thanh tư như vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ đọc là y xe đừng đọc là y xe y xe là nó không có hay ta đọc là y xe nghĩa thứ nhất là một vài hoặc là một số ta xem ví dụ bên dưới xe xe lì dù y xe rỉnh bú xì hoan của khởi <laughs> mờ trong trường có một số người không có thích tôi Nhưng mà tôi không biết tại sao nữa Khờ nẫn nì tôi tham minh bua họ Khờ nẫn nì tôi tham minh bua họ Có thể là bạn không tốt với họ Bố sư à Bố hãy tham nè Bố sư à Bố hãy tham nè Không phải đâu Tôi vẫn còn thường giúp họ nữa mà Trừ gờ bu trí tao, Sợi nè. Cái này hay điều này việc này mà bạn không biết thì ai mà biết được chứ. Trừ bu tao, Sợi nè. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Sẽ xeo lì y xe hoan sư vò tao mò. bu hảo. 不是啊

<laughs> không phải đâu họ là ai tôi không biết. Na Na Thế thì có thể là bạn của bạn Lâm. Kế tiếp ta xem cái đoạn bên dưới. Trời xe sư nỉ ma. mại tơ ma. Những quyển sách này là do bạn mua phải không? Bố sơ, sư của ta. Nghĩa này giải <laughs> thích nè. Trơ xe su, sư ní su mà. có nghĩa là những cái sách này là sách do bạn mua phải không? Ní ta su mà. Bố sơ không phải sư của bà ta. Có nghĩa là sư của bà bà mải tơ su. Là sách mà do bố tôi mua đấy. À, riêng ngay chỗ này thì tự dí là mình giảng lược đi được. Kế tiếp y xe còn có nghĩa khác là đôi chút hoặc là một chút. Chúng ta xem ví dụ. Nì léo chè pu léo chè bì chiên. Nì léo chè bu léo chè bì chiên. Bạn có am hiểu về Bắc Kinh không? Léo chè y xe. Léo chè y xe. Hiểu đôi chút. Ta lưu ý là danh từ phía sau y xe không mang theo bất cứ lượng từ nào. Như vậy chỉ có thể nói là trơ xe rễn. Chứ không thể nói là trơ xe cưa rện Chúng ta lưu ý như vậy Mời mọi người cùng đọc cái đoạn này nha Nì léo chè bú léo chè bầy chiên Léo chè y xe Kế tiếp nữa ta có cái từ thứ sáu đó là tô sò Tô sao tố là đa là nhiều và sao là thiểu Tức là ít Đa vẫn còn dùng tối đa Đa số, đa phần thiểu thì là thiểu số dân tộc thiểu số tối thiểu là ít nhất vẫn còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt à, nhưng khi hai cái từ này ghép vào thì có nghĩa là bao nhiêu thực ra thì có một số vùng người ta vẫn còn dùng là nhiều ít để để thể hiện cái nghĩa là bao nhiêu ví dụ mùa này thu hoạch được nhiều ít về anh hay là hôm nay câu được nhiều ít cá về anh à, vẫn còn dùng nhưng mà không phổ biến với cái nghĩa là bao nhiêu thì rất phổ biến chúng ta xem ví dụ bên dưới <laughs> xin hỏi trường của anh có bao nhiêu giáo viên vậy? Có bao nhiêu giáo viên vậy? Hành tốa Hành tốa Rất nhiều Nhưng mà là bao nhiêu vị thì tôi không biết Bao nhiêu người giáo viên thì tôi không biết Từ quê Đó có khi người ta đọc là về có khi được đọc là với đọc như âm vờ trong tiếng việt mình vậy và chúng ta có ví dụ hai chín thiên dù tôi sợ rỉnh lại chín thiên dù tôi sợ rỉnh lại hôm nay có bao nhiêu người đến dù sửa chỉ có rỉnh lại dù sửa chỉ có rỉnh lại, có, lại. có mười mấy người đến à, mấy ở đây là một khái số mười mấy à, là không phải là câu hỏi mà mấy ở đây là chỉ một con số đại khái hơn mười

và lưu ý là từ tua thì là nhiều và từ sào thì là ít mình có thể dùng tách ra để dùng độc lập được Hành tua rẽ là rất nhiều người à, ví dụ thế sào hình sào là rất ít cái tiếp ta có từ rẽ khổ rẽ khổ âm hán việt là nhân khẩu thì vẫn còn dùng trong tiếng việt với cái nghĩa là dân số cũng có nghĩa là nhân khẩu nhưng mà cái nghĩa là nhân khẩu không có còn dùng nhiều nghĩa là dân số chúng ta xem ví dụ bên dưới Xin quên Trung Quốc đã rỉnh khổ tố mà. mà Xin quên Trung Quốc đã rỉnh khổ tố ma Xin hỏi dân số của Trung Quốc có đông không? Trung Quốc đã rỉnh khổ thay tố là Trung Quốc đã rỉnh khổ thay tố là Dân số Trung Quốc quá đông đi Quá đông hoặc là quá nhiều hoặc là quá lớn cũng được Mì của ta rỉnh khổ chẳng mấy giang Mì của ta rỉnh khổ chẳng mấy giang Thế dân số của Mỹ thì thế nào? Dễ bị treo tố Dễ bị treo tố cũng tương đối đông, cũng khá đông Mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Chuyện quên Trung Quốc ta rảnh khổ tố mà Trung Quốc ta rảnh khổ thay tố là Mỹ Quốc ta rảnh khổ chẳng mấy gian Dễ bị treo tố Cái tiếp ta có từ y y ông nói việc là ức ức à, có nghĩa là trăm triệu thấy thỉnh thoảng cũng còn xuất hiện nhưng mà trong các cái tài liệu cũ thôi à, các cái sách ngày xưa còn à, sách trong cái thời hiện đại thì, thì người ta ít dùng rồi có nghĩa là trăm triệu như vậy là một trăm triệu chúng ta nói là dĩ y à, y là thanh tư à, từ y là một nếu đi với từ nào liền sau nó mang thanh tư thì y sẽ đọc là dĩ như vậy cái chỗ này đọc là dĩ y hai trăm triệu là liền y liàng y à, Một tỷ tức là mười lần cái trăm triệu thì gọi là sửa y Sửa y Chúng ta xem ví dụ bên dưới Chuyện quên Trung Quốc dù tôi sao rỉnh khổ Chuyện quên Trung Quốc dù tôi sao rỉnh khổ Xin hỏi Trung Quốc có bao nhiêu dân số Tức là dân số của Trung Quốc là bao nhiêu á Ta cai sửa sư y Ta cai sửa sư y Khoảng à, 14 ức một ức là trăm triệu Mười bốn ức tức là mười bốn lần cái một Trăm triệu Tức là một tỷ tư Chúng ta cùng đọc nào. Xin quên Trung của dù tối sao rỉnh khổ Ta cai sư di Ta cai sư di Cái tiếp nữa ta có từ chén Chén là thiên à, Thiên thiên thì là ngàn hiện bây giờ chúng ta cũng còn dùng trong tiếng việt khá nhiều ngàn hay là nghìn và chúng ta lưu ý là à, trong tiếng hán nó có vài cái từ sen và tiếng việt mình mượn vào thì cũng có vài cái nghĩa là thiên ví dụ thiên là trời thì đọc là thiên nè à. à, thiên có nghĩa là ngày là trời á. thiên chi thiên miệng thiên rồi thiên là thiên di tức là di chuyển di chuyển à, thì có chữ thiên khác rồi rồi thiên lệch thì có chữ thiên khác nữa Còn thiên này là ngàn hoặc là nghìn thôi Như vậy là một ngàn ta nói là Y chen Y chén. Hai ngàn là liền chen Liền chen à, Cũng có một số vùng Do lãnh thổ Trung Quốc nó rộng Nên là à, có một số vùng Người ta sẽ nói là Er thì cũng được chấp nhận Rồi như vậy chín ngàn thì là Chiều chen Chiều chen À, chúng ta xem cái ví dụ bên dưới nè trước cơ sang tiên hình ta trước cơ sang tiên hình ta cái cửa hàng này rất lớn mày thiên mà mỗi ngày có hơn một ngàn người đến mua đồ y là một ngàn còn y chen tố là hơn một ngàn xưa à sư là đúng vậy sang tên lì dấu hình thô tông si sang lì dấu hình thô tông mời mọi người chúng ta cùng đọc nè trước sang tên hình ta mày thiên dù y sang tên lì dấu hình thô tông si thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái từ mở rộng đó là tung si tung si là đồ hoặc là đồ đạc tung là hướng đông si là hướng tây à, như vậy là mua đông tây đó mà tung si là mua đồ ở mươi mốt chúng ta học lên cao nữa à, mình sẽ giải thích thêm là thế tại sao đông tây là đồ đạc nha à, chúng ta chỉ giới hạn đến đó thôi như vậy nếu muốn nói là phía đông chúng ta có thể nói là tung biên tung biên à, phía tây là si biên si biên cái tiếp ta có từ thứ 10 là lịch sử. Lịch sử. Ông nói việc là lịch sử thì vẫn còn dùng ở trong tiếng Việt mình không có từ thay thế. Lịch sử. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Trung Quốc có bao nhiêu năm lịch sử? Trung Quốc có bao nhiêu năm lịch sử? Tức là lịch sử của Trung Quốc có bao, được bao nhiêu năm? Đó? Trung Quốc có bốn nghìn sử. Trung Quốc có bốn năm lịch sử. Trung Quốc có 4.000 năm lịch sử Việt Nam, Việt Nam, Còn Việt Nam thì sao Sư Việt Nam cũng có 4.000 năm, năm lịch sử Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè Trung Quốc có Tố sao năm lịch sử Trung Quốc có Sư 000 năm lịch sử Duyên ảnh á Duyên Nán dễ dù Sự lý sự Rồi mở rộng thêm Ta có từ Duyên ảnh Duyên ảnh là Việt Nam Như vậy người Việt Nam là Duyên ảnh rễn Thế thôi Lịch sử Việt Nam là Duyên ảnh lý sự Văn hóa Việt Nam là Duyên ảnh quẩn hoa Kế tiếp ta có từ thứ 11 mình đã gặp rồi nhưng mà ở trong bài nó có cái từ này nó mình cũng lặp lại thôi. Thì từ tua, túa tua âm hán Việt là đa, à, là đa. Nó có vài cái cách dùng mình hệ thống các cái cách dùng của nó lại để mọi người nắm cho tốt hơn. Nghĩa thứ nhất là nhiều. Ví dụ, Chủ thiên chào sang đi <laughs> nở thiên chào sang Sáng hôm qua bạn đi đâu vậy? 我去商店买东西 sang tiền mà tông Wo chu sang đi mà đông si, tôi đi cửa hàng mua đồ. Ni mai la sơ mô đông si, ni mai la sơ mô đông si, bằng đã mua những cái món đồ gì vậy. bây giờ chúng ta thấy từ lơ nó đứng à, liền sau động từ nữa. Tức là bạn đã mua những cái đồ đạc gì vậy? Của mày là hẳn tố si. Của mày là hẳn tố si. Tôi đã mua rất là nhiều đồ hẳn tố tông si. Như vậy là từ tố ở đây có nghĩa là nhiều ngược lại là, là xào là ít. Hình thức phủ định của nó là uh, pua Tô Tố là thanh nhất cho nên từ pua vẫn giữ nguyên cái gốc của nó. Ta sẽ đọc là pua tố. Nhưng trên thực tế thì sẽ có rất nhiều người người ta nói pua to pua tố thì cũng không sao cả. Nhưng mà uh, mình cứ học cái chuẩn là pua tố đi cho nó tốt. Cũng từ tố đó, từ tố đó có nghĩa là hơn, Ví dụ, chỗ thiên, dù rỉnh lại mà, chỗ thiên dù rỉnh lại mà, hôm qua có người đến không? Dù à, dù à, có đấy, à là thể hiện sự khẳng định đó. Dù san sử tố quê, khơ rỉnh lại, dù san sử tố quê khơ rỉnh lại, có hơn 30 người khách đến, khơ rỉnh là khách, san sử là 30, san sử tố là hơn 30. Uh, trong phần trước chúng ta đã gặp cái từ tố đứng sau số từ là để chỉ trên thực tế nó nhiều hơn cái số từ đó một chút cái tiếp nữa tham anh tô sư duyên ảnh rện ma tham anh tô sư duyên ảnh rện ma họ đều là người việt nam phải không pu à tô sư duyên ảnh dễ dồ quay của rện sư duyên ảnh rện dễ ngoài quay của rện không không phải đều là người việt nam cũng có người nước ngoài nữa à, chúng ta lưu ý nha nếu mà chúng ta nói là tô bổ sư duyên nạn rệnh tô bổ sư thì là đều không phải là người việt nam còn đây là của tô sư duyên nạn rệnh có nghĩa là không phải đều là người việt nam tức là có người việt nam và có những người không phải là người việt nam nữa na thay họ là thế thì tốt rồi na là thế thì na thay họ là

Kế tiếp từ tua còn có một nghĩa nữa, còn có một nghĩa nữa. Có nghĩa là nó có cái cách dùng khác là dùng để hỏi. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè. Ví dụ để hỏi là tua ta thì sẽ hỏi là bao lớn. Ví dụ cái vật gì đó bao lớn, cái này bao lớn vậy trước cơ tua ta. Và tua ta cũng dùng để hỏi cho người. Như vậy là tua ta lúc đó là bao nhiêu tuổi? Là bao nhiêu tuổi? Ví dụ ni ti ti tua ta là tha chịu suy là ni ti ti tua ta là Tha chiều xuê là à, Em trai của bạn bao lớn rồi Tức là ý là Chị xuê là à, bao nhiêu tuổi rồi Tha chịu xuê là nó 9 tuổi rồi Đây là tô ta là cái cách hỏi cũng bình thường thôi Còn nếu mà lịch sự hơn Để hỏi người lớn gì đó Chúng ta có những cái cách trịnh trọng hơn Rồi kế tiếp là tô sọ à, Tô sọ mình thường hay đọc kinh thanh là tô sọ Tô sọ như vậy từ sọ đó đọc thành kinh thanh Tô sọ là bao nhiêu Ní dô cơ sư cơ sư hay tố quê sư cũng được Bạn có bao nhiêu giáo viên Wó dô tố quê sư quê sư Tôi có hơn 10 giáo viên Như vậy quê hay là cưa cũng được không sao cả Nhưng cách dùng thì nó có khác từ cưa thì có thể dùng với nhiều sự vật hiện tượng khác nữa Còn quay thì chỉ chuyên dùng cho người thôi Nó là lượng từ chuyên dùng cho người Rồi tô chiều Tô chiều là bao lâu À, ví dụ niệmến lại chiều la lại chiều các bạn đến bao lâu rồi à Hòa lại phân Trung là Hò lại phân Trung là tôi đến 20 phút rồi nhớ là phân Trung chứ không phải là phân nha phân là chúng ta nói về thời điểm ví dụ bây giờ 8: 3 è sửa phân còn ví dụ tôi ăn cơm mất 10 phút thì phải là phân Trung thời lượng thì chúng ta dùng phân Trung rồi tua lần tức là lạnh cỡ nào có nghĩa thường là để nói là bao nhiêu độ, bao nhiêu độ đó. Ví dụ chỗ thiên vô tua lần hay là bị chiến tung thiên vô tua lần. Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh cỡ nào có nghĩa là lạnh bao nhiêu độ Ví dụ bị chiến tung thiên vô tua lần, vô tua lần, phê sáng lần ha. À, mùa đông của Bắc Kinh lạnh thế nào à, Lạnh tới cỡ nào Cực kỳ lạnh luôn Tại mình chưa học tới cái từ độ Bao nhiêu độ À, cho nên mình trả lời né đi một chút. À, chứ lẽ ra câu hỏi này thì mình có thể trả lời bao nhiêu độ được. Đến đây tôi xin kết thúc à, phần 1/3 của bài 9. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị ở trong cái phần kế tiếp. À, xin chào mọi người.